này thiện hiện nếu đại bồ tát tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa thì chẳng nên trụ trơn như cũng chẳng nên trụ pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ này thiện hiện nếu đại bồ tát tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa thì chẳng nên trụ thánh đế khổ cũng chẳng nên trụ thánh đế tập diệt đạo này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì chẳng nên trụ bốn tịnh lự, cũng chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì chẳng nên trụ tám giải thoát, cũng chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ này thiện hiện nếu đại bồ tát tinh cẩn tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa thì chẳng nên trụ bốn niệm trụ cũng chẳng nên trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo này thiện hiện nếu đại bồ tát tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa thì chẳng nên trụ pháp môn giải thoát không cũng chẳng nên trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện này thiện hiện nếu đại bồ tát tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa thì chẳng nên trụ năm loại mắt cũng chẳng nên trụ sáu phép thần thông này thiện hiện nếu đại bồ tát tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa thì chẳng nên trụ mười lực phật cũng chẳng nên trụ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì chẳng nên trụ pháp không quên mất, cũng chẳng nên trụ tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì chẳng nên trụ trí nhất thiết, cũng chẳng nên trụ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng này thiện hiện nếu đại bồ tát tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa thì chẳng nên trụ tất cả pháp môn đà la ni cũng chẳng nên trụ tất cả pháp môn tam ma địa này thiện hiện nếu đại bồ tát tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa thì chẳng nên trụ quả dự lưu cũng chẳng nên trụ quả nhất lai bất hoàn a la hán này thiện hiện nếu đại bồ tát tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa thì chẳng nên trụ quả vị độc giác này thiện hiện nếu đại bồ tát tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa thì chẳng nên trụ tất cả hạnh đại bồ tát này thiện hiện nếu đại bồ tát tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa thì chẳng nên trụ quả vị giác ngộ cao tột của chư phật